Alo, thân chào anh em. Rất là vui khi gặp lại anh em trong một cái clip mới nha anh em. Thì mình đi Gia Trai có mua được cái cặp đèn này nè. Đầu tiên mình tưởng nó là cặp đèn bình thường thôi. Tưởng nó là mình khi mà mình ghim điện vô á, này ghim điện vô rồi nè. Thì nó chỉ đó là đổi màu đèn và nó sáng thôi. Khi mà mình nhìn những thứ này thì mình thấy nó có một cái bộ giải mã âm thanh nè, hát được SD với USB nè. Thì mình có lấy cái thẻ nhớ, gắn cái USB thẻ nhớ nè, loại to này nè. Bây giờ kiếm cái loại to này nó khó kinh luôn á đó. Đó, thì mình giờ mình ghim vô như quý vị có thể đó là sẽ xem cái điều gì nó sẽ xảy ra này ha. Mình sẽ ghim vô nè. Đó, nó hát rồi nè. Và khi nó hát á thì nước á, nó sẽ nhảy theo cái điệu nhạc đó, và nó sẽ đổi đèn theo. Nó cũng giống như là cái đường âm thanh ở trong cái âm ly vậy đó. Đó, đó thấy chưa? Đó, nhìn nè. Và nó chớp thì nhạc đèn thì nó chớp theo đó luôn. À, đây là mình thấy một cái rất là lạ luôn, rất là đẹp, rất là ngon luôn. Đó. Nhạc hát thì nó nhảy theo nhạc à. Đấy. Cảnh nó là gì nè, đồ Gia Trai có mấy món mà độc lạ lắm, ngay cả có tiền cũng không mua được. Món này mình không biết là ở đâu bán nữa, nhưng mà rất tiếc là cái bên này nó lại mất đi cái bộ điều khiển phía trên vậy rồi. Cái bên này thì nó mất cái vòi nước kìa luôn rồi. Nó chỉ còn cái này không à, nó chỉ còn cái này à, nó mất tiêu cái kia rồi. Tuy nhiên cái đèn thứ hai của mình thì nó mất tiêu đi cái mất cái vòi phía bên trong này rồi, nó chỉ còn lại cái mạch led mà nó cháy tựa lưa hột dưa hết trơn à. Nè, cháy hết trơn trọi rồi. Bên trong nó thì nó cũng mất tiêu đi cái ấy của nó rồi. Bên trong này đựng nước mà nó mất cái rồi, không biết nó còn hát nhạc được không à ha. Bây giờ mình sẽ là dừng máy, mình sẽ mở cái thứ hai thử coi. Bây giờ mình sẽ ghim điện cái này coi. À, đây là mình sẽ ghim điện vô thì nó không có hiện tượng gì xảy ra hết trơn á. Đèn nó đâu có sáng được, nó đâu có đèn ở bên trong đâu mà nó ấy. Giờ mình sẽ ghim tuy nhiên cái bóng đèn ở dưới này nó vẫn cháy nè quý vị. Bóng đèn đỏ này nè. Bóng đèn đỏ giống như bên này nó vẫn cháy nè. Nè. Cháy nè. Bên này nó cũng cháy nè. Giờ mình ghim cái thẻ nhớ vô nè. Rồi nó vẫn chớp. Nó vẫn hát được. Rồi vẫn hát được rồi, tàn. Mà nó không có cái đồ phía trên cho nên nó không có ấy được. Tiếc thì ghê luôn á. Mình tìm cách mình sẽ thay các bóng led này trước ha. Thay các bóng led này. Rồi. Thì mình đi Gia Trai mua được hai cái đèn này. Nó có một cái điều lạ lạ. Chia sẻ cho anh em để mà cùng chiêm ngưỡng chơi cho nó đỡ buồn ha anh em. Nói chung là được ngon, hai món đèn này mua quá ngon luôn. Phải nói là quá im luôn. Quá im cho một cuộc tình. Thôi thân chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong các lần chia sẻ tiếp theo của mình nha. Bye bye.